Mến chào tất cả các bạn đã ghé thăm kênh Mỹ Quận Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái món mà chị em phụ nữ của chúng ta rất là thích. Đó là rượu nho, đúng không? Rượu nho. Thì cái món rượu nho này á thì để mà chuẩn bị gần tới Tết rồi á, ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình để mà làm rượu nho nha các bạn. Thì nho tùy theo các bạn muốn dùng loại nho nào, các bạn dùng nho Mỹ hay là nho gì đó, các bạn dùng nho phân rang hay là nho gì đó, các bạn dùng nho này gì dùng thì mình thì dùng nho này. Đó các bạn. Nho này là mình mua về mình sẽ rửa sạch và ngâm nước muối nha các bạn. Ngâm nước muối khoảng 1 tiếng đồng hồ các bạn sẽ rửa sạch. Rửa như đây mình cái nho này là mình đã ngâm nước muối và rửa sạch rồi các bạn. Và rửa sạch thì có trên mình rút cái cuống ra, mình rút cái cuống này ra thì mình rút nó khỏi mình làm mình rửa, mình đừng để cho cái quả nho nó bị dập nha các bạn. Để mà dầm rượu nho như thế này, mình trước hết mình đảm bảo vệ sinh an toàn thì mình phải ngâm nước muối đi các bạn. Ngâm nước muối 1 tiếng đồng hồ sau rồi mình sẽ rửa sạch. Rửa sạch chân trái các bạn. Rửa xo đều sạch hết. Sau rồi mình sẽ để ráo, mình để ráo rồi. Đây các bạn. Rồi mình sẽ dầm. Đây riêng mình đây, mình để mình mua 1 ký. Thì 1 ký nho này mình sẽ dùng, mình sẽ dầm tương đương với 3 gam đường nha các bạn. 3 gam đường. Bây giờ mình sẽ bỏ vào thảo để mà dầm rượu nho. Thì rượu nho này á, rượu nho này là nó chứa lượng đường rất là cao, mà những ai mà bị tiểu đường á là không nên uống nha các bạn. Bởi vì nho này nó chứa lượng đường rất là cao, mà những người mà bị tiêu chảy thì các bạn nên hạn chế bớt lại, không được uống nhiều. Rượu nho bây giờ là sắp đến Tết rồi, còn tháng mấy ngày thì các bạn, bây giờ là mình dầm rượu nho được rồi các bạn. À mình quên, mình sẽ bỏ một lốt nho, mình sẽ rét một lốt đường nha các bạn. Đấy, một lốt nho là một lốt đường. Mình sẽ rắc đều như thế các bạn. Nên nhớ là một lớp nho, một lớp đường nữa các bạn để cho nó thấm. Còn cái lớp trên cùng mình sẽ bỏ đường nhiều nhiều, lớp đường nhiều nhiều lên trên á. Mà khi mình dầm mình phải để cái thảo cho nó lưng lưng để mà khi mà nó lên men nữa nha các bạn, đừng có mình đừng có dồn đầy quá là khi mà lên men á là nó sẽ trào lên. Cái rượu nho này là mình ủ 18 hạt 20 ngày là mình có dùng rồi các bạn. Mà dùng nước rượu nho này á là rượu nho, nước rượu nho này là mình dùng uống kèm với đá rất là ngon.
Và nên nhớ là những người bị tiểu đường là không nên uống, bởi vì rượu nho này là cái hàm lượng chứa hàm lượng đường rất là cao nên là không nên dùng. Còn những ai mà bị tiêu chảy hay là lị đồ á, bị kiết lị đồ á là nên ít dùng lại các bạn. Đấy, thì mình đã hoàn thành xong một tẩu rượu nho rất là đơn giản. Thì mình mua về mình sẽ rửa cho thật sạch và ngâm nước muối, xong rồi mình sẽ rút từng quả ra, mình rửa rút từng quả ra để mình chà cho kỹ. Mà trong khi quá trình chà rửa mình sẽ rửa đều hết các bạn, rửa đều hết cái quả này và tránh bị dập nát quả nho các bạn. Mình ngâm như thế này là mình ngâm dài nó hiệu quả hơn. Còn nó có nhiều cách ngâm thì các bạn, nếu có bạn nào thì các bạn sẽ bữa ra hoặc là bữa làm hai ra các bạn ngâm, còn có người thì dèm cho nát ra các bạn là ổn. Thì tùy theo mỗi cách của mỗi người, nhưng riêng mình thì mình dùng cái cách này. Thì các bạn khi mà dầm rượu nho các bạn dùng cách nào thì các bạn dùng. Còn riêng mình là mình dùng cái cách này mình thấy là rất là hiệu quả, và để mà nó không bị chua, những cái quả nho nó sẽ xì bọt lên nhiều á, là mình dùng cách này. Thì bây giờ các bạn xem video của mình rồi á, các bạn bây giờ là cũng gần đến rồi, gần đến Tết rồi, các bạn hãy mua nho về dầm để mà Tết, kịp Tết để mà đãi bạn bè người thân quen cùng với những ly rượu nho thật là ý nghĩa trong dịp Tết nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Và trong quá trình quay á thì có thiếu sót gì mong các bạn, hay là trong cách làm của mình có gì các bạn thấy không vừa ý thì các bạn hãy comment bên dưới và ủng hộ kênh mình nhé. Mình cảm ơn các bạn.